chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình làm đoạn video ngắn các bạn, mình chia sẻ về cho các bạn cái cách mình xử lý á. Mình được gọi là cái giải pháp để giúp cho xoài mình nó lớn nhanh trong cái mùa nắng đó các bạn. Thì đây các bạn, mình đang bơm nước vào vườn nha các bạn. Đây các bạn, nước nó đã ngập xâm xấp rồi các bạn ơi. Thì chỗ nào nó hơi trũng thì hiện tại giờ nước đã bò tới rồi nha. Chỗ quần quần nước đã lên tới rồi. Thì nói chung các bạn, thì nó cũng cái cách xử lý á, theo từng giai đoạn nó cũng tùy cơ ứng biến thôi các bạn. Mình phải linh động mà xử trí các bạn. Nó ví dụ như trong cái mùa hiện tại như đây thì nắng nóng đây các bạn, thì mình phải chủ động mình phải làm cách nào đó giúp cho xoài mình nó mát mẻ, cho nó nhanh lớn các bạn. Đây các bạn thấy khá là ok nha, rất là đạt luôn các bạn. Thì mình nói thật các bạn, từ khi mình bao trái xong đến giai đoạn hiện tại thì khoảng một tuần lễ nữa là mình thu hoạch gỗ các bạn. Thì mình đã áp dụng 3 cử bơm nước vào vườn nha. Thì quân bình là 2 tuần mình bơm một lần các bạn nha. 2 tuần bơm một lần. Đây các bạn thấy đây, rất là đạt luôn các bạn. Cái vấn đề như các bạn thấy là nếu mà trường hợp mà xoài mình á, trái nó lớn nhanh rồi thì các bạn nhìn thấy hình hài nó đòn thì các bạn sẽ biết là các bạn sẽ đánh giá được nha. Còn nếu mà nó bị chậm lớn hoặc là có vấn đề gì đó thì các bạn thấy cái hình hài của trái xoài thì nó không được suông dài như thế này đâu các bạn. Thì nó chỉ là hình dáng như bắp chuối thôi, tức là cốc đó các bạn. Rất là ok luôn các bạn ơi. Thì mình cho các bạn xem thực tế như thế này nha, để các bạn mới đánh giá được cái cách mình áp dụng nha các bạn. Rất là ok luôn. Đây là cái vết chày thôi các bạn. Đây là cái vết chày thôi nha. Nước đã bò lên rồi các bạn ơi. Bò lên mặt lép rồi nha. Cho các bạn thăm vài trái xem nha các bạn, xem coi sẽ cái xoài như thế nào nha. Đây các bạn, tỷ lệ nội mụn là hầu như là không có luôn các bạn, tỷ lệ rất là thấp luôn nha. Thì như mình đã nói, vấn đề nội mụn này thì mình áp dụng thuốc để trước khi bao trái nè, và sau khi trái mình đạt được 300-400 gram mình phun một cử nè. Và cái thứ hai á, cái thứ giai đoạn thứ ba là khi trái mình tầm khoảng cỡ được 500 gram hoặc là 600 gram các bạn, thì mình phun giai đoạn cử 3. Thì cử 2 và cử 3 thì mình phun trực tiếp mặt trong và mặt ngoài của lá thôi các bạn. Nếu mà vườn của các bạn nó chủ động bơm nước được thì mình khuyên các bạn nên bơm nước vào cho nó ngập liếp nha các bạn. Thì chất lượng trái của chúng ta rất là đạt các bạn. Tại vì trong thời tiết nắng nóng như hiện tại á, thì mình chỉ nếu mà mình tưới chủ động mà kéo dây đồ tưới các bạn thì nó không thủng các bạn. Tưới trước thì nó sau thì nó đã khô rồi. Thì đây cũng được xem là một cái kinh nghiệm để chúng ta xử lý xoài đó các bạn.
thì theo từng giai đoạn, từ tình huống nha, mà chúng ta biết cách mà áp dụng xử lý để cho nó đạt hiệu quả nha các bạn. Rồi các bạn ơi, thì mới vừa lai xong các bạn, như mình đã nói nha, ra coi tắt máy, nước đã chạy sắp hết rồi các bạn. Thì đối với mình các bạn, mình coi đây là cũng như là một cái kinh nghiệm để mình xử lý sòi nha, mình thấy nó hiệu quả các bạn. Đấy, các bạn mới, nhiều khi các bạn chưa có biết cách mà để áp dụng để cho nó đạt hiệu quả các bạn, thì mình đã áp dụng thực tế nha, mình thấy hiệu quả thì mình làm đoạn video ngắn này, chủ yếu là mình chia sẻ lên cho các bạn mới mà để các bạn có thể mà tìm hiểu mà áp dụng để cho nó đạt hiệu quả nha các bạn. Đây các bạn, tất cả những gì mình nói và những gì mình chia sẻ lên thì đều là trải qua áp dụng thực tế hết, và mình nói sao thì mình làm như thế nha các bạn. Rồi các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.